À, dạ vâng, em luôn xin được hân hoan gửi lời mến chào tới tất cả các bác nhé. Vâng, em vừa nhận được một kiện hàng nhỏ, vâng ạ, của anh trai Hiệp có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An các bác nhé. Và em xin được chia sẻ như này ạ. Đây là chia sẻ thôi cả nhà nhé. Nội dung trong cái kiện hàng này đó là một chiếc bass của loa B3 có mã số là X10Y. Thì em có bán và cung cấp và có đóng gửi cho anh Hiệp ở Nghệ An một đôi loa B3X10Y bass 25. Anh Hoan cứ mở giúp em đi. Đấy. Thì khi nhận hàng, các bạn, khi nhận hàng, anh trai Hiệp lại không test ngay. Anh trai Hiệp lại không kiểm tra. Vâng ạ. Anh trai Hiệp có báo lại cho em là nó bị thiếu hai cái jack music. Thì các bác cùng em kính mến, là với một chiếc loa và một đôi loa khi em chào bán, vâng ạ, anh đóng quá không cẩn thận ạ. Một chiếc loa và một đôi loa khi em cung cấp cho các bác thì em đều gửi tặng hai cái jack music để anh em về đấu lối. Anh trai Hiệp nhận hàng là không có kiểm tra, đúng không ạ? Không có kiểm tra. Và các bác ạ, và 4-5 ngày hôm sau anh Hiệp nói rằng là loa nó bị vỡ như thế này. Nó bị vỡ như này các bạn. À, đây không phải loa nhà em rồi. Đây không phải loa nhà em rồi anh Hiệp nhá. Chữ này là chữ ký của anh Hiệp. Hoặc là chữ ký của ai em không rõ. Đây không phải loa nhà em rồi ạ. Em khẳng định luôn đây không phải loa nhà em ạ. Đấy. Xin được chia sẻ luôn, vậy là chương trình này là em không chịu trách nhiệm rồi, đúng không ạ? Chương trình này em không chịu trách nhiệm rồi. Các bác thân mến, là riêng loa nhà em khi gửi đi là có ký hiệu của nhà em ạ, đây không có ký hiệu của nhà em. Thôi được rồi, như thế này thì em phải xin được chia sẻ lại, nó phải đầy đủ nhá. Lúc vừa anh Hiệp gửi ra là nguyên đai nguyên kiện nhá. Nguyên đai nguyên kiện. Bây giờ em mới cắt ra nhá. Đấy. Thưa các bác cùng anh em kính mến ạ, trường hợp vận chuyển hàng đi loa bị lỗi, đúng không ạ, do vỡ hoặc xô từ như này và hỏng như này thì nó có, chứ không phải nó không có. Đấy, nhưng trường hợp của anh Hiệp như thế này đấy ạ, là đúng lúc đầu tiên nhá. Như thế này nói chung là em đã không hài lòng với anh Hiệp rồi này. Với cái câu nói của anh Hiệp là em đã không hài lòng rồi, nhưng em vẫn cứ cố gắng, nếu đúng hàng nhà em thì em vẫn hỗ trợ, em chịu lỗ nhiều lắm để em đổi. Em phải chia sẻ như này, loa em gửi đi cho anh Hiệp, ví dụ là nhận hàng đúng không ạ, là ngày mùng 10, ví dụ như thế đúng không ạ, thì cái lúc nhận hàng anh Hiệp phải kiểm tra luôn, test thử luôn xem nó có chạy hay không, không chạy thì báo lại cho em luôn, đúng không ạ. Và nếu như đúng do vận chuyển mà nó rơi, nó vỡ ra như này, mà nó hỏng như này, thì anh Hiệp phải báo luôn cho em, để em báo bên công ty vận chuyển, để trừ tiền công ty vận chuyển, đúng không ạ? Công ty vận chuyển là họ nhận tiền, đúng không ạ? Họ phải có trách nhiệm vận chuyển đến an toàn, không được vỡ. Còn nếu vỡ này họ phải đền, phải nói rõ ràng như thế. Anh Hiệp không kiểm tra ngay, tầm 4 đến 5 ngày hôm sau cho anh mượn cái máy xanh, anh kiểm tra lại cái ngày nhận hàng đi. 4 đến 5 ngày hôm sau anh Hiệp báo lại cho em, bảo là loa nó bị vỡ như thế này. Ok chưa? Thì em có chia sẻ là bảo thôi được rồi, bây giờ em chấp nhận, đúng không ạ? Em chấp nhận vì khách hàng, thì gửi ra em sẽ đổi cho anh trai một chiếc bát khác, đúng không ạ? Đúng ra nếu nhận hàng mà anh kiểm tra ngay, đúng không ạ? Kiểm tra ngay thì em sẽ bắt đền bên công ty vận chuyển, nhưng anh không kiểm tra ngay. Em vẫn nghĩ là loa của em nên em thôi chấp nhận vì khách hàng. Thôi gửi ra mình chấp nhận cái loa này, mình sửa lại, mình bán lỗ mấy triệu, đúng không ạ? Chứ đúng ra nếu kiểm tra ngay em bắt đền ngay công ty vận chuyển, đúng không ạ? Ít nhất là 1,5 triệu. Nhưng không kiểm tra ngay, đúng không ạ, là em không bắt đền được công ty vận chuyển, và em phải chịu cái số tiền này. Nhưng bây giờ gửi ra, em khẳng định luôn anh Hiệp lấy loa của chỗ khác hoặc lấy loa của mình gửi ra cho em để ý đồ muốn nếu nói lặng lời nhé, là để lừa tiền của em này. Đấy, các bác thân mến nhé, em xin được nói ngắn gọn như này, anh Hiệp có đặt ở shop em một đôi loa B3X10Y, em có đóng và gửi vào cho anh, đúng không ạ? Anh báo là thiếu hai jack music, ok chưa? Báo thiếu hai jack music, em bảo em đồng ý.
có thể thợ quên, nhưng từ trước nay nếu mà thợ đóng đi ít khi quên Jack Music các bạn. Mỗi một chiếc loa, chiếc loa suốt em gửi tặng một cái Jack Music này, mỗi một đôi loa em gửi tặng Jack Music này. Đấy, ok chưa? Khi nhận hàng anh không kiểm tra, tầm khoảng 4 đến 5 ngày hôm sau anh bảo là loa nó bị vỡ như này, đúng không ạ? Thì em bảo ok. Thôi thì nếu đúng ra theo nguyên tắc là khi gửi hàng vào anh em phải kiểm tra luôn xem có kêu hay không kêu, và có zin hay không zin, và có bị vỡ hay không, thì lúc đấy em xin được giải quyết. Vì nếu mà lúc đấy có nhân viên bưu điện cầm đến nó vỡ như này, em bắt đền là công ty vận chuyển, đúng không ạ? Còn 4-5 ngày hôm sau, đúng không ạ, khi nhân viên vận chuyển về rồi, đúng không ạ? Anh Tiến Dũng đang đặt hàng nhé em ạ. Anh ơi. Dạ vâng ạ. À có, em có gửi 2 dây ca lông đấy anh ạ. Em có tặng anh 2 dây ca lông anh ạ. Anh có thể kiểm lại, cho lại bên ngoài giúp em nhé. Em có tặng anh 2 dây ca lông trong cái hộp đẩy đấy nhé. Vâng ạ. Dạ vâng đúng rồi anh ạ. Anh hãy xem bên ngoài kiểm tra giúp em. Em bán cho anh con đẩy đấy, và em có tặng anh 2 dây ca lông anh nhé. Anh kiểm tra lại nhé. Được rồi, không là tí nữa em cho luôn điện lại cho anh. Em đang quay một chút anh nhé. Vâng vâng, em vào hình ảnh không được. Ok anh nhá. Ờ lúc vậy em nói anh đâu anh nhỉ? Nói chung là bây giờ như này các bác này, để cho nó rõ ràng này, hàng em gửi cho anh em. Video này nếu các bác quý mến thì mỗi bác chia sẻ với em một lần chia sẻ trên Facebook. Khi hàng gửi đến cho anh em phải mở ra kiểm tra luôn. Đúng không ạ? Anh em phải test thử luôn, nếu có lỗi mà nó vỡ ra như này thì công ty vận chuyển sẽ phải chịu trách nhiệm. Đúng không ạ? Chứ bây giờ 4-5 ngày hôm sau, đúng không ạ, anh em mới bảo nó bị vỡ như này thì công ty vận chuyển coi như đã xong. Chỉ có trách nhiệm của em là em, vì em uy tín, em bảo thôi được rồi, em chấp nhận gửi ra em đổi cho cái khác. Nhưng đến giờ phút này đây không phải loa của nhà em. Em xin được khẳng định đây 100% không phải loa của em. Đấy. Và để biết thế nào là loa của em các bác nhá, thì bây giờ em xin được mở lô loa của nhà em ra. Đấy. Để các bác xem cái ký hiệu như thế nào, cái ký tự như thế nào là loa của nhà em. Ok chưa? Đấy, và bây giờ em phải mở. Mất bây giờ là 11:52 các bác nhá. 11:52. Đúng không ạ? Em sẽ mở mà em không tắt máy luôn. Anh Hoan ơi, bảo các em chuyển loa B3X10i xuống đây ạ. Đấy, để em mở hết ra cho anh em. Em không tắt máy luôn các bác nhá. Ok chưa? Em không tắt máy luôn, và xin được nhấn mạnh với anh Hiệp, anh làm cái này là không được nhá. Anh Hiệp làm này là không được rồi ạ. Đúng không ạ? Cái không được đầu tiên của anh ấy là anh nhận hàng anh không kiểm tra, đúng không ạ? Anh nhận hàng không kiểm tra, 4 ngày hôm sau anh ấy báo em là loa bị vỡ như này, đúng không ạ? Nếu như loa nhà em gửi đi mà nó bị vỡ như này nhá, anh kiểm tra luôn, đúng không ạ? Là em sẽ bắt đền công ty vận chuyển. Nhưng em cứ nghĩ ở thôi, đúng không ạ? Vì mình rất là yêu quý anh em khách hàng và mình rất là uy tín, đúng không ạ? 4-5 ngày hôm sau anh bảo bị vỡ, em bảo thôi em chấp nhận, đúng không ạ? Gửi ra em đổi cho anh cái loa bát khác. Và chắc chắn loa này em làm lại và em phải bán lỗ mất khoảng ít nhất phải 2-2,5 triệu, đúng không ạ? Đấy, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Anh ấy lấy cái loa, đúng không ạ, ở đâu ấy, đúng không ạ, ở đâu em không biết nhá, đúng không ạ, nhưng em khẳng định đây không phải loa nhà em. Em xin được khẳng định luôn. Đấy, còn anh muốn như nào cũng được. Đấy, báo cáo với anh như vậy nhá, muốn như thế nào cũng được. Đấy. Ok, báo cáo cả nhà như vậy. Loa này không phải loa của nhà em. Thế các bác lưu ý là trong trường hợp này nhiều lúc tình ngay lý gian, đúng không ạ? Đấy, tình ngay lý gian. Báo cáo các bác của anh như vậy. Nhưng đây khẳng định không phải loa nhà em nhá. Đấy. Còn anh Hiệp bảo là đây là một chiếc bát khác em Luân lấy về để, đúng không ạ? để quay thì anh cứ xem lại nhá. Đấy, ok chưa? Báo cáo anh như vậy. Các bác thân mến. Đấy. Và cũng rút kinh nghiệm cho cả nhà mình ạ, cả nhà yêu quý em này, khi nhận hàng, đúng không ạ, kiểm tra luôn xem nó có vỡ không. Nếu nó vỡ em bắt đền công ty vận chuyển ngay lúc đó. Chứ còn 4 đến 5 ngày hôm sau bảo vỡ, đúng không ạ, là không bắt đền công ty vận chuyển đâu, em Luân phải chịu. Trường hợp này, đúng không ạ, nếu như nó là loa bát của em phải chịu. Nhưng đây em khẳng định đây không phải loa bát của nhà em. Em xin được khẳng định 100%, đúng không ạ, chứ không có 99 đâu ạ. 100% đây không phải loa bát của em. Đấy. Sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm trước anh Hiệp, trước toàn thể các bác khách hàng và trước pháp luật luôn ạ. Em xin được mở tất cả những cái loa B3X10i nhà em ra, để em sẽ xin được chia sẻ với các bác loa B3X10i nhà em khi gửi đi nó sẽ như thế nào các bác nhé. Đấy, chứ các bác thân mến là không dễ lấy tiền của chúng em như vậy đâu ạ.
Đấy, không dễ lấy tiền cho em như vậy đâu. Nó chia sẻ cả nhà như vậy. Đấy, còn nó vừa lên mới cắt ra. Đây ạ. Nó chưa có dấu hiệu gì cày mở, anh em có thể xem lại nhé. Đấy, các bác anh em có thể xem lại. Video này chắc sẽ hơi dài vì em bây giờ bắt đầu xem mở, đúng không ạ? Em xem mở. Đấy, anh Trai Hiệp ở Nghệ An nhé. Đấy. Anh nhận hàng anh không báo luôn, nhưng em tin chắc rồi, anh có ý đồ rồi đúng không ạ? Chắc chắn anh có ý đồ rồi. 4-5 ngày hôm sau bắt đầu anh mới báo em đúng không ạ? Anh có ý đồ là lấy cái loa bát bị vỡ của người khác đúng không? Anh ơi, không phải loa này X10i mà bảo các em nó đi tập trung anh ạ, lấy 4-5 cái khoan ra đây. Tôi thấy em mua rồi mà lấy cho em. Đấy, 4-5 đôi đây, bảo các em tập trung hết đây ạ, mở hết ra cho em. Rồi anh em lấy nhầm B3 FORG10 bát 25 ạ. Vâng ạ. Thôi nhân tiện đây em xin được quay cho các bác xem một chút. Đấy, trong lúc chờ đợi ạ. Trong lúc chờ đợi ạ, em quay cho các bác của anh em xem một chút. Em luôn là đại lý ủy quyền của PS Audio và của Ashley, sản phẩm hàng mới tinh được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ CCQ. Số lượng đẩy trong những ngày vừa rồi em về là 1.000 chiếc, 1.000 chiếc đẩy, 2 kênh, 3 kênh, 4 kênh, có công suất 600W, 700W, 800W, 900W, 1.000W. Vậy lên bảo các em 3-4 anh em tập trung hết đây, chuyển cái loa B3X10i xuống đây. Bác chào con. Con đi học về à bà? Hả lão? Hôm nay ở trường có việc gì không? Dạ không hả? Rồi. À, em xin được mở hết ra cho anh em xem nhé. Đấy, em quay trực tiếp cho cả nhà xem. À vâng ạ, à, để cho nó thoải mái thì nhiều khi ví dụ như nhiều anh em có thể sân si một chút này, bảo là em có sự chuẩn bị. Đúng không ạ? Chuẩn bị trước thì báo cáo toàn thể các bác là không phải là riêng loa B3X10i mà tất cả các loa em đều có những cái ký hiệu để khi gửi hàng đi các bác nhé. Đấy, và cái loa này của anh vừa gửi cho em, em vừa nhận được nhá, trong buổi sáng ngày hôm nay vừa nhận được xong đúng không ạ? Đấy, khi nhận được xong thì em mở ra luôn. Đấy, lúc đầu tiên xin được báo cáo cả nhà và toàn thể quý anh chị em chỉ muốn làm video chia sẻ, đó là mong anh em nhận hàng đúng không ạ? Anh em phải kiểm tra luôn xem nó có bị vỡ như này không đúng không ạ? Để lấy cái rút kinh nghiệm thôi, chứ em nghĩ là loa này là loa của em và em sẽ đổi cho anh cái loa khác, đổi cho anh Hiệp chiếc loa khác. Đấy, em sẽ chịu thiệt. Đấy, chắc chắn là khi làm lại bán rẻ phải mất 2.500.000 rồi đúng không ạ? Em nghĩ là em sẽ chịu thiệt. Đấy, nhưng không ngờ mở ra đây không phải loa bát của nhà em. Thế chứ này, đúng không ạ? Đấy, nhưng mong cả nhà đúng không ạ? Đây là câu chuyện thôi, mong cả nhà khi nhận hàng của em được, của anh được, mở ra kiểm tra luôn xem có bị vỡ không, hoặc cắm thử kêu luôn xem có bị làm sao không. Còn bây giờ em mới hiểu ra như này các bác này. Anh Hiệp cố tình lấy cái loa bát của người khác, hoặc là cái loa bát này của anh ấy đi làm, anh ấy làm rơi hoặc như nào đó, đúng không ạ? À, anh ấy mua một đôi loa B3X10 nhà em, đúng không ạ? Xong bây giờ là bảo là loa của em gửi vào bị vỡ. Đấy, ý là cái này nó vỡ từ bao giờ ấy, đúng không ạ? Mà của anh đấy, bây giờ anh ấy muốn, đúng không ạ? Là, đúng không ạ? Em phải bỏ tiền ra, đấy. Em phải đổi ra cái loa khác, như thế này không được. Loa này không phải của nhà em thì làm sao em lại phải, đúng không ạ? Phải đổi ra cái loa khác. Đấy. Và đây ạ, bây giờ em mới hiểu ra nữa này. Bây giờ em mới hiểu ra nữa là như này ạ. Cái video đây. Cái video anh Hiệp hôm qua anh gửi cho em như thế này, đúng không ạ? Anh Hiệp gửi cho em này thì chắc chắn dây loa và tín hiệu anh đã đầy đủ các bạn. Đấy. Và anh là người rất biết về cách đấu. Đây các bạn nhìn này, dây loa anh đầy đủ nhỉ. Đấy, anh có cả một cuộn dây loa, một này, một giáp mươi rưỡi này, hai giáp mươi rưỡi, ba giáp mươi rưỡi này, bốn giáp mươi rưỡi này. Vậy là nếu như em khẳng định với cả nhà nhé, xin được khẳng định với cả nhà này, khẳng định này thì không được 100%. Khi hàng vào thì chắc chắn là anh ấy đã cắm anh thử luôn. Đấy, bởi vì chỉ đơn giản là cắm một giác loa và đẩy một giác loa vào loa, thế là nó nói luôn đúng không ạ? Thì chắc chắn là anh ấy đã thử luôn. Và loa của em đảm bảo, loa của em gửi vào đảm bảo là ngon và lành và chuẩn. Đấy, sau đó anh ấy có một cái ý đồ, đó là lấy cái loa bát của người khác hoặc loa bát của anh ấy đã bị hỏng rồi. Đấy, và bảo là loa của em để đấy, em đổi cho anh loa khác. Như trường hợp này không được đâu anh Trai Hiệp ạ. Xấu tính quá anh ạ. Xấu tính quá. Đấy, đẩy loa xuống nhá, tí anh em tập trung giải đây, mở hết ra cho anh nhá. X10i. X10i. Lấy đúng lúc này có hoang lấy sai ấy. Đây ạ, video này hơi dài nhưng mà nó là thật các bạn. Video này dài nhưng nó là thật, để xin được chia sẻ với cả nhà. Ok chưa? Video này nó dài nhưng nó là thật, xin được chia sẻ với cả nhà. Em luôn là đại lý ủy quyền của PS Audio và của Ashley, xin được giới thiệu với cả nhà để cả nhà khi có nhu cầu mua sắm nhé.
đẩy Ashley, đẩy PS 2 kênh, 3 kênh và 4 kênh ạ. Công suất 600W, 800W, 1000W, 1200W, 1300W, 1500W. Đấy, 1800W, 2500W, rất nhiều các bác nhá. Sản phẩm mới tinh được nhập khẩu chính ngạch đầy đủ COCQ. Công ty nhập khẩu của PS có địa chỉ tại Tiên Du, Bắc Linh. Công ty nhập khẩu của Ashley, Ashley có địa chỉ tại Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội. Đấy. Đây, giải ra đây anh ơi, giải đây, mở ra cho em đi. Đấy. À, Sơn lấy 2-3 đôi nữa, tập trung đông người mở nhanh mà. Hạ đây. Đấy, bảo. Đây ạ. Loa B3X10i của shop em cả nhà nhé. Đấy, em mở ra cho anh em xem. Long ơi, lấy tiếp 3 đôi nữa. À, em xin được mở loa B3X10i cho cả nhà xem. Đó, bây giờ lấy một cái loa bát ở đâu bây giờ, đúng không ạ? Nó bị vỡ xong bây giờ bảo em Luân phải đổi cho thì như này không được rồi. Làm này thì anh Hiệp cái này không đúng rồi anh ạ. Em không muốn dùng những từ lặng lời, anh Hiệp này không đúng rồi. Mà nói thực sự anh Hiệp như này là không được anh Hiệp ạ. Nhá. Đấy, để em mở tất cả loa. Và tí em không những mở loa B3X10 đâu mà em còn mở nhiều đôi nữa. Đấy, video này hơi dài này các bác xem nhá. Loa của em đi nó phải có cái ký hiệu của em chứ ạ. Đúng không ạ? Nói chung là em rất vì khách hàng ạ. Anh nhận hàng anh không báo gì, 4 ngày hôm sau anh bảo bị vỡ, em vẫn phải, đúng không ạ, ngậm ngùi. Đấy, em vẫn phải ngậm ngùi là em bảo là nhất trí rồi. Đấy. Phải nhận để đổi cho anh rồi. Đấy. Chứ đúng ra anh kiểm tra luôn, đúng không ạ? Anh cắm không kêu cái hoặc như nào đó anh kiểm tra luôn, anh báo xong em mở ra như này, đúng không ạ? Thấy nó vỡ như này em báo công ty. Em báo công ty vận chuyển là phải đền em, đúng không ạ? Đấy. Nhưng anh không kiểm tra. Thôi cái anh không kiểm tra em đã chấp nhận rồi, em bảo thôi anh không kiểm tra, em chấp nhận. Là em vì anh em khách hàng hỗ trợ anh em, đúng không ạ? Em nhận lại xong rồi để em đổi cho anh chiếc bát khác, cái này em sửa chứ em bán rẻ. Đấy. Nhưng mà đây nó lại không phải loa của em. Thế chứ này, anh làm thế là không được rồi. Đây, em xin được mở ra nhé. Đấy, tất tần tật luôn, em mở ra cho cả nhà xem. Đấy. Gửi ra này còn ký vào đây, ý là để không sửa chữa đấy. Quá ảo luôn anh ạ. Không được rồi anh ạ. Anh lấy mũi. Vâng, các bác thông cảm hơi lâu vì là em cũng tình cờ thôi ạ. Đấy, còn mục đích của em hôm nay ấy là để mong muốn cả nhà khi nhận hàng kiểm tra luôn. Em cứ nghĩ là bát này bát của em này mà nó bị vỡ thật. Trường hợp vận chuyển bị vỡ là có thật các bác nhá. Đấy. Nhưng em cứ nghĩ này là bát của em. Đấy. Thì em định mở ra em muốn mong muốn là bảo là cả nhà ơi, khi nhận hàng kiểm tra luôn cho em mà nếu nó vỡ này em bắt đền công ty vận chuyển. Đấy. Thì em vẫn chấp nhận là lỗ, đúng không ạ? Là hỗ trợ anh em hết nhiệt tình vì anh em không kiểm tra luôn, không bắt đền được ai cả. Không bắt đèn công ty vận chuyển, đúng không ạ? Nhưng bây giờ mở ra đây không phải bát của nhà em cả nhà ạ. Đấy, đây không phải bát của nhà em, xin được khẳng định 100%. Đấy. Em xin được khẳng định 100%. Các bác thông cảm là chúng em không chuẩn bị nên nó không có mũi vặn. Ra ngoài chuẩn bị tiền mũi vặn. Đây ạ. Em mở loa B3X10 này, xong em còn mở loa B3 Milalo nhà em này, loa B3HF nhà em này để cả nhà xem. Đấy, trước khi đi chúng em phải kiểm tra mấy các thứ, dán tem kiểm định đàng hoàng chứ đâu phải đơn giản đâu cả nhà. Không đơn giản đâu ạ. Không hề đơn giản đâu ạ. Còn em 100% nhá. Đây không phải loa nhà em ạ. Đấy, còn muốn giải quyết như nào cũng được ạ. Đấy, chứ bây giờ anh em cứ bỏ đây loa nhà em là không có đâu ạ. Đấy, cũng giống như nhiều anh em đúng không ạ? Mua hàng ở đâu ấy, xong rồi lúc gọi nhờ em là tư vấn kết nối các thứ, em ở đây là không phải mua nhà em không tư vấn được. Thế là lên trên mạng, lúc em đang quay trực tiếp bảo ui đừng nghe ông Luân nói, nhờ ông ấy hướng dẫn thì cũng không hướng dẫn đâu, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều các bác sẽ hiểu, nhiều các bác không hiểu là à đấy, người ta nhờ anh Luân kiểm tra hỗ trợ chứ không kiểm tra đấy, đúng không ạ? Nhưng các bác phải hiểu rằng là có mua nhà em đâu mà em hỗ trợ, đúng không ạ? Đây các bác thân mến, là hơi chậm một chút vì nó không có mũi vì với anh đây báo cáo toàn thể các bác ạ. Trước tiên đúng không ạ, là chữ ký lỗi đấy, là có một tem của nhà em đây ạ, và có chữ ký lỗi của em đấy, tem A Luân Audio đúng không ạ. Tiếp theo đây ạ, em có nói đơn giản đây ạ, đúng ạ, ok chưa ạ, A Luân Audio, ok chưa ạ,
Đấy, em cứ nói đến chữ ký lỗi đã nhá. Ok nhá. Tiếp tục. Bây giờ gửi một cái bát này về bảo em phải đổi nào, em không nghe rồi các bạn. Em chắc chắn em không nghe rồi. Đấy, đây báo có cao qua với cả nhà như vậy. Đấy, em trước tiên em phải nói trước cái lỗi cái đã. Đúng không ạ? Đấy, ok chưa? Ok chưa cả nhà? À, và đây cũng xin được là một cái kinh nghiệm cho nhiều anh em bán hàng, đúng không ạ? Đúng không ạ? Trường hợp này nó có xảy ra rồi chứ chưa phải chưa xảy ra đâu ạ. Đúng không ạ? Đó là người ta có một chiếc loa hỏng. Người ta mua một chiếc loa của nhà mình về. Đấy, và sau đó người ta sẽ bảo là loa vừa mua đã bị hỏng rồi. Đấy là kinh nghiệm cho anh em bán hàng nhá. Chúc anh em bán hàng là gặp được nhiều may mắn ạ, chứ không như em đen như này ạ. Đen gặp ngay bác Hiệp như này không được rồi. Nói thật sự luôn ạ. Bác Hiệp làm này không được nhá. Đừng làm như này. Đấy, em mở cho các bác xem ạ. Đấy, xong Long tiếp tục giúp anh hát loa HF121 và hộ anh loa Milalo nhá. Hộ anh Milalo trước đây cả nhà xem nhá. Loa trước em gửi đi nó phải đầu đuôi đầy đủ chưa, đâu phải đơn giản đâu các bác. Đây em xin phép là nói về cái chữ ký lỗi thôi. Tất cả các chiếc loa khi chúng em, đúng không ạ, có hàng về là chúng em đều có sự kiểm định, đều có sự kiểm định và phải có cái tem các bạn. Đấy, tem này bóc ra là vỡ là lát, đừng có nói bóc ra làm gì các bác nhá. Đấy, ok chưa, tem này bóc ra là vỡ là lát. Vâng, và đây là những chiếc tiếp theo ạ. Úi giời, chả thế. Úi giời, kinh quá nhỉ. Đây ạ. Và đây là những chiếc tiếp theo ạ. Đấy, ok chưa cả nhà. Và đây là những chiếc tiếp theo ạ. Ok chưa cả nhà. Đấy, em có thể mở tất cả những chiếc loa, những đời loa của nhà em ra. Các bạn thân mến nhé, đây là cái lỗi của nhà em các bạn. Để đề phòng, đúng không ạ, cái tem nổi này. Để đề phòng cái tem nổi này em người ta có thể in được. Các bạn lưu ý nhá, là nó có nhiều trường hợp xảy ra lắm. Đây chỉ là nói chuyện thôi. Còn có nhiều anh em người ta sẽ in luôn cái tem nhà em. Vì cái tem này in nó đâu có khó đâu ạ. Đúng không ạ, in tem rất dễ. Em viết ngoáy ngoáy một chữ vào đây. Đấy, em ngoáy linh tinh một chút thôi. Đấy, em ngoáy linh tinh một chút để biết được cái nét chữ của em. Đúng không ạ, úi giời ơi, tuyệt vời đúng không ạ. Em ngoáy ngoáy để biết được chữ em. Đấy, còn cao siêu hơn nữa anh em mà ngoáy lại, đúng không ạ. Anh em mà ngoáy lại thì báo cáo toàn thể các bác là em sẽ có các bạn. Đấy, một chữ ký chìm nữa cả. Ok chưa? Đây các bác có cần mở thêm không ạ? Em cứ mở thêm hai đôi nữa đi. Đúng không ạ? Mở hết ra đằng nào rồi mệt mở thêm đôi nữa đi. Đấy, à ok. Em Long chở loa Milalo đây rồi ạ. Em sẽ mở luôn, đúng không ạ? Loa B3X10Y là như này nhá. Đúng không ạ? Đấy, phải có chứng nhận sản phẩm của em chứ, đúng không ạ? Ok chưa? Xong em sẽ mở cả loa B3 Milalo nhà em luôn, mở cả B3 HF121 của nhà em luôn. Đấy, ok chưa? Ok chưa? Đấy, để cả nhà xem á. Các bác thân mến, là video này nó hơi dài, đúng không ạ? Nhưng nó có cái ý nghĩa thực sự là sâu sắc. Đấy, cái ý nghĩa đầu tiên em luôn muốn truyền tải các bạn, đó là nếu như anh em nhận hàng, đúng không ạ, thì hãy bớt chút thời gian kiểm tra luôn xem nó có bị vỡ như thế này hay không, đúng không ạ. Hãy kiểm tra, nếu vỡ thì bên người bán sẽ giải quyết với bên vận chuyển để xử lý. Chứ em nói thật các bác, bây giờ cái bát nó vỡ ra như này, đúng không ạ. Đấy, nó vỡ ra như này, nó bị bật từ đây này. Trường hợp nếu mà cái mang của nó đẹp, nó không bị dập như này, đúng không ạ, thì lắn lại từ thì còn được tạm tạm. Chứ bây giờ cái mang nó dập như thế này. Đấy, em chào anh ạ. Vâng, ok anh ạ, anh báo nữa ạ. Đấy, trường hợp màng nó dập như này, và trong khi đó cái người đóng gói, đúng không ạ, các bác thân mến nhá, cái người đóng gói về ấy, thì phải quấn băng chí là quấn cái gì để cho nó, đúng không ạ, nó đỡ bị cái xốp nó dính vào như này. Các bác thân mến, là đúng không ạ, bây giờ nếu như cái đúc bát này, em nói trường hợp nhá, nếu như cái bát này của nhà em thật, nhưng đây không phải rồi, em khẳng định đây không phải nhá. Nếu như cái bát này của nhà em thật thì anh em cũng phải bảo quản để cho sao nó về nó còn đẹp, đúng không ạ, để cho em sửa chữa, em bán rẻ nó người mua. Chứ các bạn bây giờ về nó như thế này, đúng không ạ, chúng em đã chịu lỗ, đúng không ạ. Đấy, để hỗ trợ anh em, thế bây giờ anh em về làm này có được không, đúng không ạ. Đấy, trong khi đó đây không phải bát của nhà em. Đấy, xin được khẳng định với cả nhà như vậy, ok chưa. Đấy, xin được khẳng định với cả nhà như vậy cho nó lét căng luôn. Đấy, nó lét như xô ly luôn.
Đấy. Đây ạ. Đấy, mở cho anh đôi Milano Ultraman ra. Đây ạ. Đây các bác nhá. Đấy. Em cứ xin phép là nói về cái ký hiệu nổi của anh em thôi. Và cái ký nháy của em thôi. Em chưa cần nói ký chìm làm gì cả. Còn đến sau này nó có cái gì đó phức tạp hơn đúng không ạ? Ví dụ có nhiều trường hợp anh em người ta in cái tem của em đúng không ạ? Xong người ta cũng ký nháy như này thì em sẽ có một ký hiệu chìm cho các bạn. Không nói trước, nói trước để người ta làm hết các bạn. Ok chưa? Chứ còn bình thường nói thật sự các bác như này, muốn đúng không ạ? Đổi nội thất loa của nhà em không dễ đâu của các bạn. Em bán hàng nhiều năm rồi, muốn đổi nội thất của em, lấy cái nội thất này của ai đúng không ạ? Đấy, đổi thành nội thất của em không dễ đâu. Mà em chưa nói đến cái vấn đề nhá, nhận hàng là phải kiểm tra ngay đúng không ạ? Vỡ em bắt đền công ty vận chuyển, ít nhất em bắt đền 1,5 triệu đúng không ạ? Em hỗ trợ công ty vận chuyển một ít thì về em bán đồ này lỗ khoảng 2,5 triệu đúng không ạ? Bây giờ không kiểm tra luôn đúng không ạ? 4 đến 5 ngày hôm sau báo em đúng không ạ? Em đã phải chấp nhận rồi, nghĩ phải chấp nhận đúng không ạ? Đấy, nghĩ phải chấp nhận để vì anh em khách hàng đúng không ạ? Đấy. Nhưng đây lại không phải bát của em. Đấy, led căng chưa? Ok nhá. Led căng là như vậy nhá. Đấy, trong khi đó xin được nhấn mạnh với anh trai Hiệp và tất cả mọi người, cho dù có trường hợp gì xảy ra thì xin hãy bảo vệ cái sản phẩm của người ta, đừng làm như này ạ. Đấy. Ví dụ cái trường hợp mà em hỗ trợ anh em, đúng không ạ? Em đã phải coi như là chịu lỗ đúng không ạ? Để hỗ trợ anh em đổi loa bát khác vì nghĩ nó là loa của nhà em, thì anh em cũng phải đóng cái này về thật cẩn thận này. Em bây giờ hơi buồn buồn nhưng nghĩ hình như nó cứ buồn buồn kiểu gì ấy các bạn. Đấy, chứ đóng về này chết dở luôn các bạn. Đây em mở tiếp cho các bác xem nhá. Loa B3 bãi Milano Ultraman. B3 Milano Ultraman bát 30. Đấy. Mở đi em, đứng đi quanh quẩn làm gì? Rồi. Đây ạ. B3 Milano Ultraman sử dụng bát tép sintering. Các bác xem kỹ nhé. Đúng ạ. Đấy. Để con kiểm định được loa của nhà em chứ hả? Đúng ạ. Anh chờ em tí nhé. Vâng. Đây ạ. B3 Milano Ultraman. Đấy, bát tép sintering. Anh chờ em chút. Rồi em lấy lại góc này nó mới đẹp, nó không bị ngược sáng. Đây khả năng góc này nó không ngược sáng các bạn. Để anh em mở cho nó thoải mái. Anh vào nước đi ạ. À? Anh ơi, anh Hoa này pha nước em ấy. Em xin phép xin được chia sẻ cả nhà là em mong muốn làm với những gì là đúng nhất, chuẩn nhất và thật nhất ạ. Em mong cái môi trường kinh doanh âm thanh online này nó phải là thực sự là chuẩn chỉ. Em rất mong muốn hỗ trợ anh em khách hàng hết mình. Đấy, mong hỗ trợ anh em khách hàng hết mình ạ. Đấy, những trường hợp này thì phải cho nó rõ ràng ra các bạn. Vì các bác lưu ý này, trong một cái sự việc đúng không ạ, thì nó có nhiều cái sự suy nghĩ của các bác, của anh em khách hàng là khác nhau. Nó thật sự là như vậy đúng không ạ? Hôm nay em quay cái video này đây đúng không ạ, thì không biết có bao nhiêu các bác khách hàng động viên em và chia sẻ hộ em video này ạ. Đấy. Và có thể có bao nhiêu bác khách hàng vẫn còn có sự nghi ngờ thì cứ thoải mái cho em biết đúng không ạ?
Các bác cùng các anh em thân mến, cái trường hợp này có nghĩa là khi gửi loa đi và anh em đã đổi những cái nội thất bát tép khác là nó đã xảy ra. Ở cửa hàng em đã có rồi và nhiều cửa hàng em đã gặp. Nên là chúng em cũng đã có những kinh nghiệm nhất định và đây cũng xin được truyền cái kinh nghiệm cho anh em đây ạ. Đúng không ạ? Đấy, các bác thân mến là loa đẹp như mới. Đấy. Ok chưa? Loa đẹp như mới, ok chưa? Ok chưa cả nhà? Đấy, em nghĩ có lẽ là cũng quay đến đây là đủ rồi. Vì bây giờ hiện tại là em đang có hai anh trai khách hàng, từ lấy đến giờ vào là em cứ mãi quay, cứ đang quay này nên anh em cũng chưa ngồi uống nước giao lưu với em. Đấy. Thì có lẽ em cũng xin được dừng lại tại đây để anh em xin được, đúng không ạ? Có những cái đánh giá, đúng không ạ? Long thích mở chiếc nào nữa? Còn ba chiếc Long thích mở con nào? Thích mở chiếc nào? Con này mở ra. Mở thêm chiếc nữa. Đấy. Xong em tiếp khách thôi các bác ạ. Đấy, các bác thân mến là chỉ đơn giản là như vậy thôi, đúng không ạ? Đây ạ. Và nhấn mạnh thật sâu một chút nữa, nhấn mạnh về vấn đề tình cảm các bác ạ. Để cho nó thuận tiện, dễ giải quyết giữa hai bên bán và mua và bên công ty vận chuyển là bên thứ ba. Đây nhá, cái này có rồi nhá. Đây, tem của em này có này. À đây không phải. Đây ạ. Ok chưa ạ? Đây ạ. Để cho cái vấn đề tình cảm nó rõ ràng, tiền bạc phân minh. Thì khi các bác cùng anh em nhận hàng nhá, thì hãy kiểm tra loa luôn và test thử luôn. Nó không kêu thì mở ra kiểm tra luôn xem nó có bị xô từ như này không ạ. Nếu nó bị xô từ như này, báo ngay cho bên cung cấp là bên bán hàng, giải quyết ngay với công ty vận chuyển. Đó là sao? Công ty vận chuyển phải đền bù ở cái vấn đề, đúng không ạ? Khi vận chuyển bị vỡ, bị xô từ như này. Đấy. Chứ còn 4 ngày hôm sau hoặc 1 tháng sau, hoặc ngày hôm sau thôi, chứ em không nói là lâu, đúng không ạ? Bây giờ ngày hôm nay anh em nhận hàng, ngày mai anh em mới báo thì lúc đấy là đã xong hết rồi ạ. Công ty vận chuyển họ không chấp nhận đền bù. Đấy. Ok chưa? Và người bán nếu đúng ra, đúng theo luật thì người bán người ta cũng không có trách nhiệm giải quyết. Nhưng em rất là tình nghĩa, em rất là đầu đuôi, em nhận, em bảo ok. Mấy ngày hôm sau anh báo em cũng chấp nhận, đúng không ạ? Chứ đúng ra đấy, ngay lúc đấy lập biên bản, đúng không ạ? Giữa bên vận chuyển và bên nhận là biên bản là đã bị vỡ như này, đúng không ạ? Thế cho em mà bắt đèn được. Chứ còn ngày hôm sau đã không phải, hoặc là các bác nhận xong một tiếng sau các bác báo là đã không được, vì bên công ty vận chuyển người ta về rồi, người ta không chịu trách nhiệm đâu, đúng không ạ? Người ta không chịu trách nhiệm đâu ạ. Ok chưa cả nhà? Không đơn giản đâu ạ, người ta không chịu trách nhiệm cho các bác của anh em đâu. Đấy. Tuyệt vời chưa ạ? Lên để ý cả nhà nhé. Lên để ý ạ, không được đâu ạ. Đây lốt chiếc này thôi, em xin phép là thôi ạ, chứ mở hết cả nhà em nó cũng vẫn thế thôi ạ. Mở hết cả nhà em nó vẫn thế thôi ạ. Video này rất dài. Đâu ạ. Đến như vậy là được rồi, nói đi nói lại, nói tái nói hồi, nói mãi nó cũng chỉ với mỗi cái vấn đề là đây không phải bát của nhà em. Đấy. Và rút kinh nghiệm cho tất cả các anh em khi nhận hàng là cắm kêu luôn, nếu không kêu mở ra luôn, nếu nó vỡ nó hỏng như này để người bán bắt đền công ty vận chuyển. Còn ví dụ người vận chuyển mà người ta về rồi là công ty vận chuyển họ không giải quyết đâu ạ. Đấy, nhưng em vẫn rất trách nhiệm. Mấy ngày hôm sau anh báo bị vỡ, đúng không ạ? Công ty vận chuyển chắc chắn họ không chịu trách nhiệm rồi. Em luôn chịu trách nhiệm. Đó là anh gửi ra, ok em chấp nhận nỗ, em đổi cho anh. Đấy, nhưng đây không phải loa bát của nhà em. Nên anh Hiệp thông cảm, em không có trách nhiệm giải quyết ở vấn đề này. Đấy, xin cảm ơn các bác, xin cảm ơn cả nhà. Đấy, anh trai ra uống nước em. Đấy, quay một lần nữa nhá. Đấy. Quay một lần nữa. Quay một lần nữa. Cả nhà nhá. Đấy, ok. Cảm ơn cả nhà.